đó chúng ta phải mở nguồn ra. Bên đây là cái ngõ sạc nha, cái cục sạc hôm nay 48V 20A. Đây cục sạc, cục sạc cho cái này ha, để đây, đây là nguồn mở ha. Đây, bên này có đồng hồ báo không? Bên này có đồng hồ báo ha, báo ha. Rồi cái đây là cái cần số tới lui ha, tới nè, lui nè, tới nè. Ở đây mình có cái cần cần thắng ha, đây là cần thắng nha. Đây, còn đây cần ga nha, cái này cần ga nha. Còn đây là số mạnh nè. Đấy, lên dốc thì mình đi số mạnh nha, còn bình thường chạy bình thường thì mình đi số bình thường ha. Đây là số mạnh nè. Ở đây á, ở đây mình có chế thêm cái trợ lực lái ha. Đây là trợ lực lái nha. Đánh lái rất là nhẹ nha. Đó. Rồi ra xa chứ. Trợ lực lái đánh lái rất nhẹ ha. Đây, trợ lực lái nha.
mini. Rồi dẫn lên đi. Hả? Ra đi. Ra đi. Ra đi, mỏi rồi. Rồi.
đúng rồi đúng rồi.
OK.